Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato. Trước khi bắt đầu bài học, mời quý vị chắp tay chung hành đảnh lễ tiếp theo. Nam mô tassa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Phagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Hôm nay thì quý vị được phát đầy đủ cái phần kinh và phần chú giải Pali. Quý vị hoan nghỉ đưa cho sư một bản ha. Thì thưa với quý vị á, là cái bản dịch chú giải Pali này thì chưa có dịch hết, tức là chỉ mới dịch một phần thôi, chưa có dịch hết toàn bộ. Chúng ta có một cái tin mừng là sư đã hợp đồng với người dịch chú giải. Như vậy đó thì cái chúng ta sẽ có, sắp tới chúng ta sẽ có chú giải kinh Tạng, bao gồm chú giải từ Pali sang Việt và từ Thái sang Việt. Chúng ta có hai bản dịch. Tại vì á, lúc trước khi mà chúng ta bắt đầu học lớp kinh Trung Bộ thì vẫn là học kèm với chú giải, chứ không phải là bây giờ mới có. Tuy nhiên á, sư thấy là tốc độ quá chậm. Quý vị thấy là chúng ta học bao lâu rồi mà bây giờ mới đến cái bài kinh số 7 thôi. Rồi chừng nào mới dạy xong hết 152 bài kinh? Đây là một cái vấn đề. Rồi nó sẽ có rất nhiều nhân duyên, chúng ta có học hết hay là không nữa, chứ không phải nó đơn giản. Rồi Trung Bộ, ngoài Trung Bộ ra chúng ta còn có Trường Bộ nè, Tương Ưng nè, Tăng Chi nè, Tiểu Bộ nè, rồi Tạng Kinh, rồi còn có Tạng Luật nữa, rồi có Tạng A Tỳ Đàm nữa. Tức là chú giải có rất là nhiều, mà với tốc độ của sư mà sư vừa dạy, sư vừa nương chú giải để mà theo ý của Thầy Thiện Tuệ khi mời sư về đây á, là để chúng ta có ghi chép, để sau này các vị nghiên cứu, các vị giảng sư, pháp sư có cái để mà tham khảo, đối chiếu. Tuy nhiên thì như quý vị thấy là tốc độ dạy nó rất là chậm. Chậm nhưng mà nó chắc, nó đầy đủ, chứ không phải là mình theo cái kiểu mà cưỡi ngựa xem hoa. Quý vị học cái lớp Trung Bộ của sư rồi đó, quý vị thử đi tìm một cái bài giảng Trung Bộ nào khác, quý vị sẽ thấy nó khác nhau đó. Và chính bởi vì như vậy cho nên bắt buộc nó phải chậm, nó không nhanh được. Vì lẽ đó đó, sư mới suy tư và sư nghĩ là vì lợi ích cho số đông, cho nên là sư mới hợp đồng để cho có người dịch chú giải. Thì như vậy chúng ta có hai bản dịch. Một là dịch từ Pali sang Việt, hai là dịch từ Thái sang Việt. Tại sao có bản Thái ở đây? Là bởi vì thứ nhất là cái số người dịch Pali chỉ có một người thôi, sư chỉ hợp đồng được với một người thôi. Còn cái bản dịch tiếng Thái là sư hợp đồng với một công ty, và công ty họ thì có nhiều người dịch. Hơn nữa cái người biết tiếng Thái á, nó nhiều hơn
là người biết viết Pali đó. Và khi chúng ta có hai bản dịch như vậy á, chúng ta có thể đối chiếu lẫn nhau, bởi vì có nhiều chỗ á, nó giống nhau. Có người nói sư sao sư dịch chi nó phí gì, cả vừa Pali sang Việt hoặc từ Thái sang Việt, sao mình không làm một cái được rồi. Quý vị chưa hiểu tới đâu, hầu hết hai bản Pali và bản Thái là giống nhau, nhưng sẽ có những chỗ khác nhau. Mà cái đáng tiền là cái chỗ khác nhau đó đó. Đó là cái chỗ gì? Cái chỗ tranh cãi. Tức là cái đoạn này nè, mình nên hiểu như thế nào đó. Thì cái anh mà anh đọc Pali dịch qua Việt á, thì anh hiểu theo cái kiểu này. Rồi cái anh đọc bản chú giải bằng tiếng Thái á, dịch qua Việt á, thì cái người Thái họ nghiên cứu kinh tạng họ hiểu như thế này. Hai cái hiểu đó khi mà nó trái nhau thì đó là cái mình sẽ làm gì. Còn những chỗ mà giống nhau thì nó chỉ đơn giản là chúng ta có cái để đối chiếu, thế thôi. Và tin mừng là chúng ta có trọn bộ chú giải tiếng Thái. Thì 91 quyển chú giải tiếng Thái Tam Tạng. Và sang tuần chủ nhật tuần tới thì sư sẽ đi qua Thái, nhằm mục đích là sư thỉnh cái bộ đó về hỗ trợ cho cái việc dịch thuật. Và sắp tới là chúng ta sẽ dịch dần chú giải cho kinh tạng, sẽ rất là nhanh thôi. Thì theo tốc độ á, là trung bình khoảng 1 đến 2 tuần là một bài. Bây giờ sư đã hợp đồng 50 bài kinh đầu tiên. Thì cứ coi như là một tháng 2 bài đi. Một tháng 2 bài thì 10 tháng 20 bài, 20 tháng là 40 bài. Như vậy thì trong khoảng 2 năm. Nếu mà chậm á, chậm mà chắc là trong khoảng 2 năm thì chúng ta sẽ có chú giải 50 bài kinh đầu tiên. Còn nếu như mà nhanh nữa thì có thể là 1 năm, nhanh nữa có thể là 5 tháng. Nhưng mà cái việc dịch thì khó nói. Tại vì nếu mà mình dịch nhanh á, thì người ta sẽ rất là khó để người ta đầu tư. Thành ra nó dễ dịch ẩu. Cho nên cái này mình không hối được. Nhưng mà tin mừng là mình đã có người dịch. Và sắp tới là mình sẽ có đầy đủ chú giải cho kinh tạng. Và nói là để quý vị hoan hỷ, chứ sư chưa có kêu gọi nha. Không, sư không có kêu gọi. Là cái 50 bài kinh đầu tiên này đó, trong cái chú giải tiếng Thái là 2.500 trang. 2.500 trang tiếng Thái. Thì hợp đồng là trị giá 690 triệu. Và một tin mừng là sau khi mà sư vừa mới ký hợp đồng, là đã huy động được khoảng 400 triệu. Cho nên là cái chuyện mà kinh phí là không cần phải lo. Coi như là nương nhờ phước của Tam Bảo, không cần phải lo đó. Thành ra là bây giờ chúng ta có cái bản dịch. Thì bây giờ quý vị có trên tay chỉ là bản dịch từ tiếng Pali sang Việt thôi. Còn bản dịch từ Thái sang á, thì ngày hôm qua sư mới nhận được bản dịch thô, tức là dịch chưa có chỉnh sửa, chưa có edit á. Thì sư mới ngồi sư rà lại và sư duyệt, sư chỉnh sửa từ đầu tới đuôi. Và nó có nhiều chỗ sư hiểu đính thì gửi lại và cần phải làm việc với các bạn bên dịch thuật. Cho nên là bây giờ quý vị chưa có bản dịch tiếng Thái, bản dịch từ Thái sang Việt. Khi nào có thì quý vị sẽ sư sẽ cho in ra cho quý vị. Và bây giờ chúng ta bắt đầu vô cái nội dung bài kinh. Thì cái đoạn đầu thì không có cái gì để nói ha. Chúng ta vào cái nội dung bài kinh. Nội dung bài kinh này đó, Đức Thế Tôn đưa ra ví dụ của một cái tấm vải. Và Ngài cho thấy hai khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất á, là một cái tấm vải mà nó còn bẩn,
chưa có được giặt giũ cho sạch sẽ, khi mà nó dơ bẩn như vậy đó mà chúng ta đem đi nhuộm thì chuyện gì xảy ra? Thì rõ ràng là sẽ có những vết lốm đốm, và cái thuốc nhuộm nó sẽ không có nhuộm tấm vải đó một cách đều màu, sẽ có những chỗ mà cái màu nó bị hoen ố. Cũng như vậy đó, một người với nội tâm bất thiện, bởi vì họ làm các hành động bất thiện, họ sống bất thiện, thì chính cái bất thiện đó làm ô nhiễm tâm của họ. Một người sống với một nội tâm ô nhiễm như vậy đó, thì các khổ cảnh trông đợi họ, chờ đợi họ khi thân hoại mạng chung. Giống như tấm vải mà bị dơ bẩn, không có giặt sạch, thì sự chờ đợi nó là gì? Là việc nhuộm nó không có đều màu, nó bị hư hỏng. Cũng vậy đó, một nội tâm bị ô nhiễm thì sự chờ đợi là các khổ cảnh. Chắc chắn họ không thể trông đợi một cái cõi lành ở một nội tâm ô nhiễm. Cũng giống như một tấm vải mà bị dơ bẩn thì không thể trông đợi cái chuyện là nó sẽ được nhuộm một cách đẹp đẽ. Và hình ảnh thứ hai, Đức Thế Tôn ví dụ giống như là một tấm vải mà đã được giặt sạch, giặt cho sạch, thì như vậy á, khi mà nhuộm màu thì nó sẽ được nhuộm một cách đẹp, nhuộm đều màu, nhuộm không có chỗ hoen ố. Cũng vậy, một người có nội tâm không ô nhiễm thì nhờ cái nội tâm không ô nhiễm đó, họ có thể trông đợi việc tái sanh về các cõi lành. Cái lý do mà Đức Thế Tôn đầu tiên á, lý do mà Đức Thế Tôn dùng cái ví dụ, rồi Đức Thế Tôn đưa ra cái hình ảnh tu tập, là bởi vì á, quý vị biết là ở trong kinh có nhiều chỗ ha, Đức Thế Tôn đưa ví dụ trước rồi Ngài giải thích cái hình ảnh ẩn dụ sau. Có khi á, thì Đức Thế Tôn giảng một đoạn kinh trước rồi Ngài đưa ra ví dụ. Có đoạn á, thì Ngài chỉ giảng mà Ngài không có ví dụ. Có đoạn thì vừa giảng mà vừa ví dụ. Tại sao Thế Tôn có nhiều cách thuyết giảng như thế? Là bởi vì cái căn tánh và cái sở thích của chúng sanh. Quý vị biết là khi Đức Thế Tôn Ngài thuyết giảng thì Ngài luôn xem xét cái người đối diện Ngài nên nghe cái gì, và cái cách thuyết pháp ra làm sao để mà người đó có thể tiếp thu và đạt được hiệu quả một cách lớn nhất. Rồi cái thứ hai đó, cái nguyên nhân mà chọn cái ví dụ tấm vải là bởi vì cho thấy là cái sự nỗ lực tinh tấn không phải là vô ích. Tại sao vậy? Bởi vì có rất nhiều người họ không ý thức được chuyện nỗ lực tinh tấn trong việc gột sạch tâm nó đem lại hiệu quả như thế nào. Thì ở đây nè, Đức Thế Tôn đưa ra ví dụ tấm vải để cho thấy là cái chuyện mà nỗ lực làm cho tấm vải được sạch sẽ, cái nỗ lực giặt cho tấm vải sạch, không còn dơ bẩn, không còn một cái chỗ hoen ố nào, để cho tấm vải đó được hoàn toàn trong sạch và không còn bị bất kỳ một cái sự lấm lem nào, chuyện đó không phải là vô ích. Bởi vì nhờ sự nỗ lực như thế mà nhuộm cái tấm vải đó được đẹp đẽ. Cũng như vậy, sự nỗ lực diệt trừ những ô nhiễm trong tâm nó không phải là vô ích. Bởi vì khi mà chúng ta diệt trừ hết được những ô nhiễm trong tâm thì chúng ta có thể đạt được những điều cao thượng ở trong giáo pháp này. Đó chính là đạo và quả.
chính là sự chấm dứt sanh tử. Nói về cái chuyện làm trong sạch tâm á, thì quý vị nhớ giùm sư ha, cái nền tảng ban đầu của tâm vốn dĩ là trong sạch, nó là sạch. Tại vì khi mà mình tục sanh, tức là khi mình đầu thai, thì cái tâm hộ kiếp á, nó có trách nhiệm là duy trì kiếp sống. Mà cái tâm hộ kiếp này đó, Pali gọi là phá quan gá, cái tâm này thì nó bản chất của nó là không có thiện ác nha. Nhưng mà do phiền não nó làm cho tâm mình ô nhiễm. Sư giải thích lại ha. Khi mà chúng ta đầu thai á, thì sau khi đầu thai thì chúng ta có một cái loại tâm gọi là tâm hữu phần hoặc là tâm hộ kiếp, tên Pali là phá quan gá. Nhiệm vụ của anh này á, là ảnh duy trì kiếp sống, hoặc là ảnh chen giữa các lộ trình tâm, giúp cho chúng cái tâm của mình á, luôn luôn tồn tại. Bởi vì nếu như tâm mình không tồn tại á, là mình là chết. Cho nên ảnh luôn luôn có mặt. Mà cái bản chất anh này nè, bản chất của anh này nè, vốn dĩ nó không có thiện ác nha. Được gọi là thiện cũng không đúng, gọi là ác cũng không đúng. Vốn dĩ nó không có thiện ác đó. Mà do chúng ta đó, các căn tiếp xúc với các cảnh, mắt thấy hình ảnh, tai nghe âm thanh, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý suy tư, thì từ những cái đối tượng các giác quan đó, nó làm cho tâm của chúng ta bị ô nhiễm bởi thiện và ác. Bởi vì á, dù là thiện hay ác thì nó vẫn đưa chúng ta đi đầu thai. Tuy nhiên ở đây là chúng ta đặt trọng tâm về những cái ác, tức là những cái ác trong tâm, để chúng ta thấy là những cái ác đó đó, nó làm cho tâm của mình trở nên ô nhiễm. Vốn dĩ cái anh hữu phần á, ảnh không có thiện ác gì hết, nhưng mà khi các căn tiếp xúc với các cảnh thì nó làm cho nội tâm mình bị ô nhiễm. Cái chuyện mà cõi ác chờ đợi một cái nội tâm cấu uế, thì ở trong chú giải có nói là người có tâm ô nhiễm thì chắc chắn sẽ đi khổ cảnh, không tránh được. Nhớ nha, chính cái nội tâm ô nhiễm đó chắc chắn sẽ đưa mình đi khổ cảnh. Cái chuyện này là không tránh được, không khác được nha. Cái khổ cảnh sẽ chờ đợi người có một nội tâm ô nhiễm. Thì ở đây đó, khổ cảnh chúng ta có hai, là khổ cảnh thuộc về hành vi và khổ cảnh thuộc về cảnh giới. Thì ở trong cái khổ cảnh hành vi á, thì nó có hai, là khổ cảnh hành vi của người tại gia và khổ cảnh hành vi của người xuất gia. Thế nào là khổ cảnh hành vi của người tại gia? Đó là khi mà chúng ta làm 10 cái nghiệp bất thiện, ví dụ như chúng ta hay gọi là thân tam, khẩu tứ, ý tam ha. Thân có 3 là sát sanh, trộm cắp, tà hạnh trong các dục. Khẩu tứ là nói dối, nói đầm thọc, nói vô ích và nói ác độc. Ý có 3 là tham, sân và tà kiến. Thì 10 anh này đó là 10 cái khổ cảnh hành vi của người tại gia. Mà chính bởi vì 10 cái anh này nè, là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói đầm thọc, nói vô ích đó, vân vân, thì nó đưa chúng ta đi đến cái khổ cảnh cảnh giới. Đó là gì? Người mà làm những cái ác nghiệp như vậy đó, chắc chắn là chúng ta, nếu mà chúng ta sống theo cái lối sống đó, đó thì chắc chắn là khi thân hoại mạng chung, cái đang chờ đợi mình chính là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Nhớ dùm cho sư là tất cả các ác nghiệp
đều sẽ dẫn chúng ta đi địa ngục. Nhớ giùm nhé. Trừ những người tu tập nhiều thì một số những cái nghiệp nhỏ nhoi họ sẽ chịu quả ngay trong kiếp hiện tại mà không có ảnh hưởng đến đời sống tiếp theo. Nhưng mà đối với hầu hết chúng sanh á, thì tất cả các nghiệp, các ác nghiệp đều sẽ dẫn chúng sanh đi địa ngục. Như là trong Tăng Chi Bộ Kinh phẩm hạt muối, thì Đức Thế Tôn có nói đó, một người có tâm không tu tập nha, nội tâm bỏng sẻn, thì dù cho họ làm một điều ác nhỏ, nhớ nha, điều ác nhỏ, thì cái ác nhỏ đó cũng đủ để dẫn họ đi địa ngục. Giống như một ly nước mà bỏ một nắm muối vào thì không uống được. Rồi giống như một cái hồ, một con sông mà chúng ta bỏ một cái nắm muối vào thì nó không ảnh hưởng gì cả. Cũng vậy, đối với một người có nội tâm tu tập, có tâm rộng lớn, thì cũng cái nghiệp nhỏ đó họ sẽ nhận quả báo ngay trong kiếp hiện tại mà không chịu ảnh hưởng đến đời sau kiếp khác. Thành ra là mình đừng coi thường bất kỳ một ác nghiệp nào, bởi vì tâm của chúng ta tu tập rất là kém. Thành ra là mình đừng có dễ ngươi. Sư nhớ có lần ấy, khi xưa khi mà làm ở khách sạn, làm reception, làm ở khách sạn, thì nhớ là có lần ấy, sư khi còn là cư sĩ ha, có tham, hình như là tham đâu cỡ vài đô chừng cỡ 100 ngàn, chừng cỡ đó, tham vài đô thôi. Nhưng mà nó cho một cái hậu quả là cái tháng lương đó bị rớt mất, đi đường á, cái bóp tiền á, rớt mất. Thì sư thấy cái quả báo nhãn tiền. Mà may á, may là cái ác nghiệp của mình á, nó tính, nếu mà tính theo cái số lượng á, thì nó không đáng gì hết. Nhưng mà cái quả báo nó trổ liền cho mình. Nhưng mà có những người họ làm những cái ác nghiệp tày đình, nhưng mà họ chỉ bị một vụ là họ bị bắt thôi. Họ nói tại xui khỉ chứ xui. Anh ăn trộm, anh cướp bao nhiêu vụ rồi, bây giờ vụ này anh mới bị bắt mà anh kêu xui. Thì khi mà gọi là lấy khẩu cung á, lúc nào cán bộ cảnh sát điều tra cũng nói là thành thật thì được khoan hồng. Nhưng mà cỡ ảnh thành thật là ảnh ở tù chung thân. Không thành thật thì 6 tháng 3 năm, còn thành thật là 12-20, chung thân tử hình. Thì thôi, có nên thành thật không? Cho nên là ảnh im ru luôn. Đó. Nói như vậy để cho quý vị thấy là có những người họ làm ác rất nhiều, họ làm ác rất nhiều, nhưng mà họ hầu như họ không chịu quả báo. Hoặc nếu có chịu quả báo thì cái quả báo họ rất là nhỏ. Do đâu? Do nó chờ nha, chờ đi địa ngục. Thành ra là mình đặt sẵn cái vé đi địa ngục rồi, thì cái kiếp hiện tại này thì cái nghiệp nó có khi cũng không bao nhiêu, trừ khi mình làm ác nghiệp nó nặng quá thôi. Cho nên cẩn thận, khi mà mình tắm rửa sạch sẽ nha, mình tắm rửa sạch sẽ
thì mình đi ngang qua hàng cá, mình nghe ngay cái mùi tanh. Nhưng mà nếu như anh không ngửi thấy mùi tanh thì coi chừng là anh ở quá lâu ở trong hàng cá. Cái mùi tanh nó ám vào cơ thể anh rồi. Người anh nó tanh rình, thành ra anh hết nghe mùi tanh. Có những người họ xúc phân ấy, xúc phân bò, hoặc có khi là làm vệ sinh cầu cống thì họ họ làm riết họ hết nghe mùi à. Nha, mới đầu thì nghe mùi dội nhưng mà chịu chút xíu là hết nghe mùi. Do đâu vậy? Do cái mùi ấy, nó ướp, nó tẩm vào cơ thể của họ rồi. Toàn bộ từ đầu tới đuôi họ là bốc cái mùi đó rồi, thành ra họ hết nghe mùi. Còn người bình thường tắm rửa sạch sẽ, đứng gần họ là họ nghe mùi ngay. Thành ra hãy cẩn trọng với các ác nghiệp nha. Còn khổ cảnh hành vi của người xuất gia là như thế này, được nêu rõ trong kinh Sa Môn Quả, hoặc là bản dịch mới là Quả Báo Hạnh Sa Môn, quý vị có thể xem. Tức là ở đây đó, có những người sau khi xuất gia sống bằng sự bố thí của người cư sĩ, thì thay vì phát triển giới học, định học, tuệ học, họ đi lại đi làm những nghề nghiệp để kiếm sống. Ví dụ như họ làm nghề sứ giả, đưa tin cho người khác, làm nghề thầy thuốc, rồi cố gắng chia rẽ tăng đoàn, chia rẽ chùa, kiếm sống bằng nghề làm đồ chơi bằng tre, vân vân. Tức là họ ráng, họ kiếm sống, họ nuôi thân nha. Họ làm ăn, họ mua bán, họ làm tất cả các ngành nghề nhằm mục đích nuôi thân. Thì như vậy là khổ cảnh hành vi, tức là làm các ác nghiệp. Họ làm như vậy đó là họ làm những cái việc vô phước nha. Làm những việc vô phước, rồi họ đi đến những nơi không phù hợp. Những nơi không phù hợp là những nơi nào? Những nơi mà có đàn bà, con gái quá lứa lỡ thì, hoặc là gái tơ, hoặc là đàn bà quá mà một mình. Khi họ đến những nơi như vậy đó thì nó làm nguy hiểm đến đời sống phàm hạnh. Rồi hoặc là họ đến những cái nơi vui chơi, hoặc là họ đến những nơi mà duyệt binh. Ví dụ như sắp tới sư nghe nói ở Hà Nội có triển lãm quốc phòng thì tu sĩ không được đi, bởi vì đó là nơi mình không nên tới đó. Thì khi mà mình đã xuất gia nha, sống đời sống không nhà, sống nương tựa vào cư sĩ, thì thay vì phát triển giới, định và tuệ, mình lại đi làm nghề này nghề kia để kiếm sống. Thì như vậy đó nó là cái tà hạnh của tu sĩ. Và chính bởi vì như vậy đó nó sẽ đưa đến khổ cảnh cảnh giới của người xuất gia. Ở trong tạng luật và ở trong ngạo quỷ sự có kể về nhiều cái con ngạo quỷ mà lạ lắm. Nó đắp y nha, nó đắp y tăng già lê mà lửa thiêu đốt từ đầu tới đuôi, từ đuôi tới đầu, sống khổ, la hét, rên rỉ, van xin. Nhưng mà từ kiếp này qua kiếp khác nó bị thiêu đốt như thế đó, khổ não, rên rỉ cả trăm năm, cả ngàn năm, cả trăm ngàn năm, cả triệu năm, cả triệu triệu năm vẫn chưa hết nghiệp. Do đâu? Do khi còn đang đắp y, khi mà làm người á, xuất gia sống đời sống không nhà, thay vì tu phát triển giới định tuệ,
thì lại đi làm các cái nghề nghiệp nhằm mục đích sinh nhai. Rồi ngược lại, cõi lành thì chờ đợi những người thanh tịnh. Tức là khi chúng ta làm lành á, các cõi lành đang chờ đợi chúng ta. Ở đây thì gọi là lạc cảnh, cõi lành là lạc cảnh. Thì lạc cảnh á, nó có hai, là lạc cảnh hành vi và lạc cảnh cảnh giới. Thì trong nó tương tự như khổ cảnh vậy đó. Thì lạc cảnh hành vi thì nó có hai, là lạc cảnh hành vi cho người tại gia và lạc cảnh hành vi cho người xuất gia. Thì lạc cảnh hành vi cho người tại gia là gì? Là làm 10 thiện nghiệp. Tức là ngược lại với cái kia ha. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh trong các dục. Đó. Rồi khẩu có 4 là không nói dối, không nói vô ích, không nói đâm thọc, không nói độc ác. Ý có 3 là vô tham, vô sân và chánh kiến. Thì khi chúng ta làm 10 cái thiện nghiệp này, nó sẽ dẫn đến cái lạc cảnh cảnh giới. Tức là khi chúng ta sống và chúng ta thường xuyên làm 10 thiện nghiệp, thì khi chúng ta thân hoại mạng chung, thì cõi người, cõi trời đang chờ đợi chúng ta. Và cõi người á, thì chúng ta sẽ làm những người hạnh phúc, có thể làm vua, làm chúa, làm những người giàu sang. Rồi chúng ta tiếp tục. Thì nói về cái lạc cảnh hành vi của người xuất gia thì nó hơi nhiều hơn người tại gia. Thứ nhất là phải có tứ thanh tịnh giới. Tứ thanh tịnh giới là gì? Là thu thúc 6 căn, giữ gìn giới bổn, rồi truy túc trong vật thực, truy túc và biết quán tưởng trong tứ vật dụng. Đó là tứ thanh tịnh giới của người xuất gia. Ngoài tứ thanh tịnh giới ra đó, thì vị đó còn phải thực hành 13 hạnh đầu đà. Rồi vị đó còn cần phải thực hành thiền chỉ và quán, cho đến việc chứng đắc các tầng thiền và chứng đắc thánh đạo thánh quả. Ở đây là từ sơ đạo đến tam đạo A Na Hàm. Còn cái khi mà một vị tu sĩ mà chúng ta làm các cái thiện nghiệp như thế, nhớ nha, thiện nghiệp của tu sĩ không phải là mình lo mình làm phước, mà thiện nghiệp của tu sĩ là lo tu, lo giữ giới, biết thu thúc 6 căn, biết quán tưởng các vật dụng đó, rồi lo thực hành các cái hạnh đầu đà, lo thực hành thiền chỉ, thiền quán đó, lo làm sao để chứng đắc được thánh đạo thánh quả, chứ không phải là lo làm các việc thiện. Nhớ, các việc thiện là việc của người cư sĩ. Mỗi một người đều có cái bổn phận của mình. Thì khi mà một vị tu sĩ có cái lối sống tốt đẹp như vậy đó, thì cái gì chờ đợi vị đó? Cái chờ đợi này thì nó hơn cư sĩ nha. Thứ nhất là cõi người thì chắc chắn rồi. Cái thứ hai là 6 cõi trời dục giới. Thứ ba là 10 cõi sắc giới. Thứ tư là 5 cõi tịnh cư. Và thứ sáu là 4 cõi vô sắc. Tức là tất cả các cái tầng trời á, thì mình đều có thể tới được hết. Còn trong phạm vi của người cư sĩ thì mình chỉ đi quanh quẩn trong các cõi dục giới cấp thấp. Nhớ là dục giới cấp thấp. Tại vì nếu như mà quý vị muốn dục giới cấp cao á, tức là các cái tầng như là cái tầng
tha hóa tự tại chẳng hạn, thì mình muốn lên trên đó, đó là mình phải giữ 8 giới. Chứ còn cư sĩ giữ 5 giới thì mình chỉ quanh quẩn ở cõi trời cấp thấp thôi. Và chúng ta đi qua cái cấu uế của tâm. Thì cái cấu uế đầu tiên á, là tham đắm tà tham. Nhớ hai anh này á, được kể là một. Hai anh này được kể là một, là Avijja Visama Lopha. Nó được kể là một. Thì ở trong chú giải có hai quan điểm. Quan điểm thứ nhất á, là chia ra làm hai, là tham đắm riêng và tà tham là riêng. Thành ra quý vị thấy là trong bản dịch á, là có tham đắm phẩy tà tham. Là tham đắm riêng và tà tham là riêng. Thì cái tham đắm, vì đã phân tích á, tham đắm ở đây là mình tham dục đối với vật thuộc sở hữu của mình. Còn tà tham á, là tham dục đối với vật thuộc sở hữu của người khác. Tức là sao? Thí dụ như bây giờ sư có cái tấm y này, mà sư thấy cái y này mặc nó mềm mại, nó thoải mái quá, chất liệu vải thông thoáng, mình thích thú với tấm y này, thì là mình rơi vào tham đắm. Nó vẫn là ác. Nhớ nha, đồ của mình á, mà mình thích á, nó vẫn là ác. Và nó vẫn dẫn mình đi địa ngục như thường. Quý vị học kinh Trung Bộ thì quý vị mới thấy có nhiều cái nó kinh khủng. Còn người bình thường họ không học, họ đâu có biết. Họ nói, ủa đồ tôi thích là chuyện bình thường, xài đồ của mình nha, mà mình thích là mình vẫn đi địa ngục. Do đâu? Do mình tham đắm. Tham là tâm bất thiện, cho nên chúng ta mới thấy là Đức Phật nói không sai ở trong Tăng Chi, là số chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung mà đi địa ngục nó rất là nhiều. Mà số chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung đi về cõi người, cõi trời rất là hiếm. Rồi khi mà mình nhìn thấy vật của người khác mà mình có cái tham thích thì đó là tà tham. Rồi cái nữa, phân tích thêm cái nữa là mình tham đắm, tức là mình tham dục đối với những vật mình sở hữu hợp pháp thì đó vẫn gọi là tham đắm. Thí dụ như mình đi làm, mình kiếm tiền, tới tháng lãnh lương, lãnh một cục tiền, thích quá rồi khổ cảnh trước mặt. Là mình có hợp pháp đó nha. Còn mình tham dục á, với những cái mà nó trái với lẽ đạo thì gọi đó là tà tham. Tức là cái tham nó không có đáng, không có nên, nó gọi là tà tham. Thí dụ như những người trộm cắp tài sản của người khác, hoặc những người có được thu nhập do sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu vân vân, thì đó được gọi là tà tham. Tuy nhiên á, thì có một cái tranh luận khác là nghĩ sao mà tham nào mà không tà. Nghĩ lại đi, tham nào mà không tà? Tham nào cũng tà với nhau hết trơn á. Cho nên vị này mới đưa ra một cái ý thứ hai, là tham đắm và tà tham á, chỉ là tên gọi khác nhau thôi, chứ còn nó chỉ cùng một thứ. Tại vì không có tham nào mà không tà hết trơn trời đó. Thì ở đây nó có hai quan điểm.
Trong chú giải nêu luôn là có hai quan điểm về cái vụ tham đắm tà tham này. Thì chúng ta hiểu theo kiểu nào cũng được, cho nên chúng ta phải cẩn thận. Hễ mà cái gì mình thích á, thì bất kể cái thích đó là mình thích đồ của mình hay là mình thích đồ của người khác, thì nó đều là tà hết nha, nó đều là tham hết. Mà hễ là tham thì nó là bất thiện, mà hễ là bất thiện thì khổ cảnh đang chờ đợi mình. Thành ra đó là lý do mà chúng ta phải thực hành tứ niệm xứ. Bởi vì khi thực hành tứ niệm xứ, tâm của chúng ta trở nên rất là bén nhạy. Cái tham nó vừa khởi lên là mình biết ngay. Còn người bình thường không có tu tập ấy, tham họ không biết là tham. Mà đã vậy đó, mình kêu họ tham là họ giận. Mình kêu họ tham là họ giận. Họ nói tôi đâu có tham. Và thậm chí là người ta còn biện luận là cái chuyện tôi thích đồ của tôi là chuyện bình thường. Thì đúng rồi, tại vì thiên hạ chết rồi rủ nhau đi địa ngục hết ráo trọi mà. Thì cái đương nhiên là cái chuyện mà mình thích đồ của mình ấy, nó thuộc về số đông. Tại vì số đông là cái số đi địa ngục. Còn chúng ta những người học đạo là những người thức tỉnh. Khi chúng ta thức tỉnh, chúng ta biết được cái gì là đưa đến khổ cảnh. Từ đó đó, chúng ta có sự ngăn ngừa. Nó khác hơn cái người không có tu, không học nha. Rồi chúng ta qua cái tiếp theo là cái sân, hiềm hận và thù địch. Thì sử dụng ba cái từ này. Nó quá quen thuộc rồi cho nên sư gom lại luôn chứ sư không có giải thích riêng. Sân là sự bất mãn, sự không thích, thì nó là sân. Tức là tất cả những gì làm cho tâm khó chịu thì nó là sân. Cứ hỏi tâm của mình á, cứ cái gì mà nó làm cho tâm mình khó chịu thì nó là sân. Ví dụ như nóng quá, ngứa quá, lạnh quá, đói quá, mà nó làm cho tâm mình khó chịu thì nó là sân. Thành ra cái buồn á, nó cũng là sân. Cái khóc nó cũng là sân. Cho nên nói ngoài lề một tí xíu là vị thánh A-la-hán không còn sân, cho nên ngài cũng không còn khóc. Nhớ nha, vị thánh A-la-hán vì đó không còn khóc, trừ khi bụi rơi vào mắt thì đương nhiên nước mắt sẽ chảy ra. Chứ còn nếu mà gọi là khóc á, thì vì đó không còn cái sân để mà khóc. Cho nên nói thêm vụ nữa là cái chuyện mà ngài Mục Kiền Liên mà ngài khóc mẹ là chuyện nó không có. Không có. Tại ngài là bậc A-la-hán rồi. Bậc A-la-hán là ngài không có khóc. Đó. Rồi cái hiềm hận á, là một trạng thái mãnh liệt hơn của sân. Tức là mình phẫn hận, mình tức mà cái sân đó nó biểu hiện, nó bộc lộ ra đó. Nó làm cho mình ngợp thở, mình khó chịu. Giống như là một cô gái phát hiện là chồng nhắn tin cho bồ nhí, phát hiện là chồng mình có bồ nhí, thì cái cảm giác sân nóng giận làm cho họ ngợp thở, tay chân run rẩy. Thì cái đó đó là cái anh này. Rồi cái thù địch, tức là cái sự căm thù nhớ dai, liệt người ta vào cái số kẻ thù, thì đó chính là thù địch ha. Rồi cái tiếp theo là cái phản trắc. Tại sao sử dụng cái từ này? Là bởi vì dựa theo chú giải,
Nếu như mà quý vị ngó cái bản dịch ngày Minh Châu là quý vị hỡi ơi luôn á. Chỗ này là quý vị không hiểu. Có ai biết vậy sư kêu in ra thêm bản dịch ngày Minh Châu. Thì tại sao? Đó là lý do tại sao mà mình nên có chú giải. Tại vì chú giải đó giúp cho mình hiểu được cái từ đó nghĩa là gì, rồi mình sẽ lựa cái từ cho nó hợp lý. Thì cái phản trắc này đó nghĩa là sao? Nghĩa là mình phủi bỏ những gì tốt đẹp người khác làm cho mình. Ở đây, ở trong chú giải có đưa ra hai cái ví dụ. Cái ví dụ đầu tiên của người cư sĩ á, là giống như là một người nghèo ha, họ nghèo khó. Thì có người á, thương cái sự nghèo của ảnh, cho nên là giúp đỡ cho tiền bạc, cho công việc để cho ảnh thoát nghèo. Thì khi ảnh thoát nghèo rồi đó, ảnh phủi sạch ơn của người ta. Ảnh nói anh làm gì cho tôi đó. Quý vị thấy là những người vô ơn ở thế gian này có nhiều lắm nha. Người ta cho mình tiền mình chẳng bao giờ mình biết ơn. Người ta cho mình công việc mình cũng chẳng bao giờ mình biết ơn. Mà nói cái sự vô ơn nhất đó chính là vô ơn đối với cha mẹ. Bao nhiêu người, hỏi thiệt mình đi, bao nhiêu người có lòng biết ơn đối với cha mẹ của mình? Thật sự mỗi lần mình nghĩ đến cha mẹ mình mà mình nghĩ bằng cái lòng biết ơn, hiếm lắm, nó thiệt hiếm lắm. Mà ở đây á, thì sư tin là số đông mình có lòng biết ơn đối với cha mẹ của mình. Bởi vì những người học đạo thì họ sẽ có được lòng tri ân. Đây là sự vi diệu của chánh pháp. Cái người không nghe chánh pháp thì họ rất dễ suy nghĩ như thế này nè. Chuyện mà cha mẹ mình tốt với mình là cái chuyện đương nhiên, là cái bổn phận mà cha mẹ mình phải làm cho mình. Thành ra họ không có biết ơn. Họ coi cái chuyện cha mẹ mà tốt với mình là cái chuyện đương nhiên. Thành ra có những người ở châu Âu, châu Mỹ, những người Mỹ, một số người Mỹ khi mà họ nghe về cái lòng hiếu thảo của con cái châu Á đối với cha mẹ thông qua những tác phẩm, những bài văn, những bài thơ, những cái bài ca, thì họ có suy nghĩ như vậy này. Đúng là vốn dĩ cái người của mình nè, xưa nghe có một anh người Mỹ, anh nói cái người mình, tức là người Mỹ mình nè, mình vô ơn lắm. Mình cần phải hiểu cha mẹ đã làm như thế này cho mình, họ đã hy sinh cuộc đời cho mình phải biết ơn, mình phải có sự đền đáp đối với cha mẹ. Chứ còn xin thưa là cuộc sống ở Mỹ thì con cái 18 tuổi là nó đi ra ngoài tự lập, từ đó không có dính dáng gì tới cha mẹ nữa trơn. Rảnh rỗi thì lâu lâu những cái dịp lễ, ví dụ như là ngày lễ tạ ơn, rồi ngày lễ Noel thì có về nhà thăm nhà, còn không thỉnh thoảng gọi, chứ còn rất là ít. Và thậm chí không có ai, chẳng mấy ai nghĩ đến chuyện là nuôi dưỡng cha mẹ. Hiếm. Cha mẹ già thì đi vô nhà già thôi, có lương hưu chui vô chồng nha. Chứ còn con cái nó lo cuộc đời của nó không có rảnh đâu nó nuôi. Và cái khuynh hướng đó thời nay người Việt của mình cũng bắt đầu nhiều. Có những người họ nói là chắc tôi không có con đâu, còn không, nếu mà tôi có con thì mốt nó lớn nó sống cuộc đời của nó, còn tôi vô nhà già, để tôi vô viện dưỡng lão để không có phiền con cái. Nhưng mà xin thưa, họ nói như vậy là bởi vì hiện tại họ không muốn nuôi cha mẹ của họ. Thành ra họ thấy cha mẹ của họ là phiền. Từ đó là họ vô ơn, họ không hay.
Trong khi đó bổn phận của con cái là phải biết ơn cha mẹ. Mà cái chuyện vô ơn này đó không chỉ đơn giản là chỉ chữ hiếu thôi, mà trong tất cả các lĩnh vực khác. Tại sao sư nói nhiều về cái này? Bởi vì đa phần người ta vô ơn nhiều lắm. Người ta vô ơn nhiều lắm. Quý vị, những người học đạo đây là quý vị biết ơn, quý vị có lòng tri ân. Chứ còn đa phần thiên hạ sống vô ơn. Sư nói không phải là sư nói không có căn cứ, mà ở đây là ở trong Tăng Chi Bộ Kinh, phẩm hình như là khó có được. Thì Đức Thế chương 2 pháp cũng có, chương 3 pháp cũng có, chương 1 pháp cũng có. Thì bây giờ sư nói trong cái chương 3 pháp đi. Đức Thế Tôn nói: này các tỷ kheo, có ba hạng người khó tìm ở đời. Hạng thứ nhất là một vị Phật chánh đẳng chánh giác, hạng này là khó tìm ở đời. Hạng thứ hai là hạng người thuyết giảng lời dạy của một vị chánh đẳng giác một cách đúng đắn, tức là hạng là pháp sư, những người thuyết giảng giáo pháp của một vị chánh đẳng giác là người hiếm có ở thế gian. Và cái hạng thứ ba hiếm có ở thế gian là hạng người biết tri ơn và báo ơn. Thành ra cái hạng người biết tri ơn báo ơn nó hiếm lắm, nó hiếm lắm. Thường con cái bây giờ nó không muốn nuôi cha mẹ đâu. Thậm chí là lấy dâu về thì dâu cũng không có muốn phụng dưỡng cha mẹ chồng. Đây là cái xu hướng thời đại. Thành ra xu hướng thời nay người ta rất là hiếm có lòng tri ân. Quý vị biết là thời xưa Bồ Tát có khi là ngài phục dịch làm nô lệ cho người khác, phụng sự cho người khác cả một đời chỉ để nghe một câu pháp. Cũng có kiếp Bồ Tát sẵn sàng bỏ cả cái mạng này ra chỉ để nghe một câu pháp. Nói để cho quý vị thấy là cái lòng cầu pháp và cái lòng tri ân của Bồ Tát nó lớn lao ghê lắm. Rồi cái thứ hai là cái ví dụ thứ hai là giống như cái người tại gia ấy, người xuất gia đó, khi mà được thầy tế độ cho xuất gia, dạy cho biết kinh, dạy cho biết luật đó, rồi sau này thông tuệ làm pháp sư đi giảng chỗ này chỗ kia, rồi thì nhưng mà rồi riết là thành con người vô ơn, là không có quan tâm gì tới thầy tổ. Rồi nếu lỡ như một hôm nào đó, đó có người hỏi tới thầy tổ, nói cái vị sư đó đó hồi xưa còn dễ thương, còn giờ tôi dạy nó lớn rồi, có lông có cánh rồi, nó hết dễ thương rồi. Thì khi mà cái vị này nghe được như thế thì vị này quay qua sừng sộ phủi ơn, phủi sạch ơn. Vị này hỏi: ông làm gì được cho tôi? Cái chuyện học là chuyện của tôi. Ông làm gì được cho tôi? Cái chuyện tu là chuyện của tôi. Ông làm gì được cho tôi? Thì đó là cái hạng người vô ơn, một hạng tu sĩ vô ơn. Cho nên ở trong luật thì nếu như mà thầy mình bị bệnh thì cái người đệ tử phải lo cho thầy, lo cho đến khi thầy hết bệnh hoặc là đến khi thầy chết, chứ còn không có được bỏ mà đi hành thiền. Tất cả các cái nhiệm vụ khác đều có thể bỏ, ví dụ như xây chùa nè, có thể bỏ để đi hành thiền nha, giao việc cho người khác. Cái chuyện dạy học nè cũng có thể bỏ để đi hành thiền, giao việc cho người khác. Rồi tất cả những việc khác. Nhưng cái chuyện thầy tổ mình bị bệnh á, là mình phải ở lại lo, chứ mình không được giao cho người khác.
Rồi lại thêm một sự kiện nữa là ở trong Thanh Tịnh Đạo có nói là một người đệ tử, một người trò mà đúng mức, đúng mực, khi mà đi đến để hỏi đạo một vị thầy để xin được dạy cho mình á, không phải tới sòng sọc mà đi hỏi đâu, mà vị đó đến phục vụ vị thầy nha, phục vụ cái vị thầy đó trong nửa tháng không có hỏi han gì hết trơn. Anh muốn người ta trả lời câu hỏi thì anh tới anh phục vụ người ta nửa tháng. Trong Thanh Tịnh Đạo đề nghị như vậy đó, phục vụ nửa tháng. Rồi sau đó đó đến hạn rồi đó, là đến nửa tháng rồi đó, thì ngày hôm đó quét sân xong rồi không có dẹp chổi mà cứ đứng sớ rớ ngay cốc của thầy á, thì khi đó thầy mới hỏi là sao, có chuyện gì, thì khi đó mới trình bày câu hỏi. Thành ra nói nó kỳ, chứ thời nay á, người ta nghe pháp dễ quá, thành ra người ta ít người có lòng tri ân, mà đa phần thì người ta nghe rồi người ta cứ vậy người ta bỏ đi không. Nói không phải là để yêu cầu người ta làm cái gì là cho đạo, mà nói để cho quý vị thấy là hồi xưa để thể hiện cái lòng tri ân người ta đã thể hiện như thế nào. Thành ra để cho quý vị biết là trong kinh tại sao Đức Phật nói cái người có lòng tri ân và báo ơn nó hiếm. Rồi tiếp theo là sự ganh đua. Thì phải nói là từ Pa La Xá mà mình dùng cái từ ganh đua, sư cũng không có ưng lắm. Nói thiệt là sư cũng không có ưng lắm. Bởi vì cái nghĩa của cái từ này ở trong chú giải á, thì nó không có giống với cái từ ganh đua. Mà do thời gian nó hơi gấp cho nên sư cũng chưa có nghĩ ra cái từ nào mà nó gần với cái ý nghĩa này. Tức là cái dạng người này đó là họ coi thường những người học rộng. Họ nói là anh học cho lắm thì anh cái chuyện tái sanh của anh cũng đâu có chắc đâu. Anh học cho cố vô rồi thì anh cũng hoàn toàn có thể đi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thì tôi với anh có hơn gì nhau? Tôi dốt thì tôi cũng tái sanh cũng không chắc chắn, mà anh học cho lắm cảnh giới tái sanh của anh cũng đâu có chắc chắn đâu. Thì tôi với anh khác gì nhau? Thì cái kiểu tâm như thế thì gọi là Pa La Xá. Thì sư chưa có nghĩ ra cái từ nào mà nó gần với cái này. Tức là mình nghĩ, mình coi khinh cái người học rộng á, mình nói là anh với tôi cũng đâu khác gì nhau. Hay là mình dùng cái từ là coi thường hả, khinh thường hả. Rồi cái tiếp theo là ganh tị. Ganh tị á, nghĩa là mình chỉ trích khi mà mình thấy người ta được những cái tốt đẹp. Tức là mình thấy người ta được cái gì tốt á, mình ganh tị với người ta. Thí dụ như người ta giàu hơn mình, người ta đẹp hơn mình, người ta làm phước nhiều hơn mình, thì mình ganh tị. Rồi từ cái ganh tị đó đó, mình kiếm cớ để mình chê bai người ta. Thí dụ như nó đẹp vậy đó mà nó sống hoang đàn lắm, thì mình cố mình hạ người ta xuống nha, mình chê người ta, mình hạ người ta xuống. Hay là nói ngó nó giàu vậy đó chứ nó sống không có đức. Nó sống
không có hiếu, cha mẹ nó quăng vô viện dưỡng lão chẳng hạn vậy, thì mình cố mình tìm cái lỗi của người khác để mình chê nhằm mục đích mình đè, mình che lấp cái tốt của người ta. Thì đây gọi là cái sự ganh tị. Tiếp là cái ích kỷ. Ích kỷ là mình không muốn chia sẻ với người khác những cái tốt đẹp của mình. Mà cái ích kỷ ở đây là thứ nhất là ích kỷ về chỗ ở nè. Tức là ngay cả cái bóng râm ở trước nhà mình cũng không có muốn chia sẻ cho người khác. Cái thứ hai là ích kỷ về các mối quan hệ. Tức là tôi quen ông này, tôi quen ông kia mà tôi không có muốn chia sẻ với anh. Hoặc là đối với người tu sĩ là tôi quen thí chủ này, tôi quen thí chủ kia mà tôi muốn giữ cho riêng mình tôi thôi. Thí chủ tôi là không, anh không được đụng tới. Thì đó là cái sự ích kỷ về mối quan hệ. Cái thứ ba là ích kỷ về tài vật. Tức là tôi có tiền mà tôi không muốn cho. Ai mà hỏi tới tiền của tôi á là không được rồi nha. Thành ra chúng ta nên tập để chúng ta tránh. Tập bằng cách nào? Nếu ai mà xin mình cái gì mà trong khả năng thì mình nên cho, mình nên giúp, mình nên chia sẻ. Mặc dù sư biết là nhiều cái mình cho xong mình đau ruột lắm. Sư biết là sư trải qua rồi nha. Nhiều khi họ xin cái nó hơi mắc. Nó hơi mắc. Thành ra là cho rồi đau ruột lắm. Biết. Nhưng mà tự mình phải dặn mình chứ. Dặn cái gì? Dặn là nhớ nha, nhớ nha. Cho rồi là không hối hận nha. Cho là không hối hận. Tự mình nhắc mình. Chứ nhiều khi là mình cho cái thứ mà nó hơi quá hớp. Đau ruột lắm thì mình phải nhắc mình cho rồi là không hối hận, cho rồi là không hối hận. Đà. Rồi khi mà người ta xin á, phải tự nhắc mình, xin là không nên từ chối. Đã xin là mình nên cho, xin là không nên từ chối. Thì như vậy đó, mình sẽ vượt qua được sự ích kỷ. Nhớ giùm sư một cái bài kinh như vậy nè. Một vị trời xuống thưa với Thế Tôn là những kẻ ngu không chia sẻ tài sản, bởi vì họ nghĩ rằng khi tôi cho đi là tôi bị thiệt thòi. Tôi cho tiền là tôi bị mất mát. Nhưng họ không ý thức được rằng chính bởi vì họ không cho đi thì họ mới bị mất mát. Tức là cái chuyện mình bỏng sẻn á, bản thân nó sẽ làm cho mình nghèo khó. Rồi ích kỷ tiếp theo nữa là, để coi, rồi tiếp theo là ích kỷ về pháp. Mà thường ở đời á thì nó là cái trí tuệ, tức là mình thông minh, mình biết cái này cái kia mà mình hiểm, mình không chỉ, thì nó là cái sự ích kỷ. Còn ở trong đạo á là có những pháp mình biết mà mình không cho, nó thuộc ích kỷ. Nó kỳ. Sư biết là có vị dịch chú giải chứ. Sư đến sư thỉnh. Sư thỉnh ở đây là sư thỉnh vị đó dạy. Tức là vị đó dịch chú giải, ok, anh dịch chú giải, ngài dịch chú giải, thì ngài bây giờ ngài mở lớp ngài dạy đi, rồi ngài dịch tới đâu ngài dạy tới đó. Chứ con không có xin cái bản chú giải của ngài để mà con về rồi là con đi ra để con dịch. Nhưng mà không cho. Tại vì vị đó nghĩ là ví dụ như là bây giờ chú giải tôi dịch ra mà tôi đem cho anh thì anh có cái để anh dạy người ta.
thì cái đó thuộc về ích kỷ về pháp. Thì cái ích kỷ về pháp đó đó là cái ích kỷ nghiêm trọng nhất mà sẽ dẫn chúng sanh đi địa ngục. Nó kỳ. Cũng vì mấy cái vụ mà có chú giải xin không cho, sư bực quá tự mình làm. Ích kỷ về pháp á, là cái ích kỷ nghiêm trọng nhất. Thì cho nên cái ích kỷ là mình không muốn chia sẻ những cái tốt của mình cho người khác. Mình có cái gì mình không muốn cho người khác, mình không muốn chia sẻ với người khác. Từ chỗ ở nè, tài sản nè, công ăn việc làm, các mối quan hệ cho đến sự hiểu biết, mình không muốn chia sẻ. Thì nó thuộc về ích kỷ về pháp. Ích kỷ. Rồi tiếp theo là cái sự giả dối. Thì cái giả dối này á, ở trong chú giải ví dụ á, giống như cái loài cá tên là Ayatana Macho. Thì ở bản tiếng Anh thì lại nói là tên của con cá là Ananda. Thì cứ thầy kệ nó đi, tên gì thầy kệ nó. Nhưng mà đặc điểm của con cá này là như vậy nè. Đầu á, thì giống con rắn, mà đuôi thì giống con cá. Sư nghĩ thì chắc có lẽ nó giống con lươn, con lươn biển á. Con lươn biển thì đầu giống rắn mà cái đuôi giống cá. Mà mình không chắc cho nên là mình đoán mò vậy thôi. Chắc có lẽ nó đó. Thì cái con này đó, nó có đặc điểm là đầu giống rắn mà đuôi giống cá. Để làm chi? Để chung với mấy con rắn á, thì nó nói là tôi cũng giống anh. Tôi cũng là rắn giống anh. Còn mà gặp mấy con cá thì nó tôi cũng là cá giống anh. Nó ngó cái đuôi tôi nè, đầu nó hơi khác mà đuôi tôi đuôi cá. Thì đó là cái sự mà giả dối. Cũng giống như vậy đó, có những vị đi đến gặp những vị pháp sư thông thuộc về kinh, thông thuộc về vi diệu pháp, đến nói với các vị đó là bây giờ con cung kính các ngài, con đảnh lễ các ngài, con quý trọng các ngài lắm, thì các ngài nhớ thương tưởng con. Nhưng mà thiệt lòng thiệt dạ thì anh không vậy, anh nói cái miệng không à. Đó. Nói để quý vị biết là tại sao mà chú giải nói như thế. Tức là anh này anh nói có cái miệng không à, chứ trong bụng ảnh không có tôn kính một chút xíu nào hết nha. Anh chỉ nói có cái miệng thôi. Mình ở đời thì mình nói cái thứ này, cái thứ giả dối là như thế. Nó nói cái miệng mà, miệng nó rất là dẻo nha, miệng nó rất là dẻo, mà trong bụng nó không nghĩ vậy. Trong bụng không nghĩ như vậy đã đành rồi mà nó cũng không làm luôn. Tức là nó nói con đảnh lễ các ngài mà nó miệng thôi mà không thấy đảnh lễ đâu hết trơn trời. Nó nói con sẽ hộ độ các ngài mà nói cái miệng không mà không thấy hộ độ đâu hết trơn trời. Thì đó là cái kiểu giả dối. Thì quý vị thấy rõ ràng cái kiểu giả dối này á, là nó làm cho tâm bị ô nhiễm. Đó là chưa kể mình còn phạm một cái lỗi nữa, là cái lỗi thất hứa. Tức là mình hứa con cung, mình nói mà không giữ lời á, tức là con cung kính các ngài mà có cung kính đâu. Con sẽ hộ độ các ngài mà tới hồi có chuyện cần là chạy mất dạng. Thì nó rơi vào một cái nghiệp, đó là cái nghiệp là thất hứa. Đặc biệt là thất hứa với tu sĩ. Đặc biệt nữa là ông tu sĩ đó, ông có tu. Ông tu sĩ ông không tu còn đỡ, ông tu sĩ ông có tu. Thì khi thất hứa như vậy đó, nó tạo nên một cái nghiệp là đời sau kiếp khác làm ăn thua lỗ. Nó lạ như vậy. Tức là mình làm ăn thất bại, làm ăn không thành công. Có những người quý vị để ý coi, họ làm ăn cái gì là nó thất bại cái chỗ đó, toàn là mất tiền không à, không có thành công chỗ nào hết trơn. Cái nghiệp mà dẫn đến sự thất bại đó đó có nhiều lắm. Nhưng một trong số đó là hồi xưa ở kiếp trước á, mình hứa mà không giữ lời. Đặc biệt là hứa với các bậc có tu hành.
Thành ra là mình cẩn trọng với cái sự giả dối này nha. Rồi, thì ngày hôm nay chúng ta học đến đây. Rồi, xin chia đều phần phước này đến tất cả chúng sanh. Mong cho tất cả chúng sanh được thọ hưởng tùy ý. Sau khi đã thọ hưởng rồi, được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn. Nguyện cầu tam bảo của từ hàng đồ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Nam mô Bích Tha Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Khai Giác. Mời quý vị chắp tay hồi hướng. Y đăng mê bùn nhân Nibbanasa Pacchayo Hồ Tu Y Măng Nô Bùn Nha Phà Găng Sabba Sattà Năng Đề Ma Sa Thu Sa Thu Sa Thu. Chúc quý vị an vui. Akasattha Chabhummattha Divanaga Mahitika Punyantang Anumoditva Chirang Rakkantu Sasanang.